Chương 2. Mất mát và đổi thay. Với một người hành trì lão luyện, khó khăn giống như đồ trang trí. Pháp không thể được thực hành hoàn hảo trong những hoàn cảnh dễ chịu. Dugo Kante Rinpoche. Một lúc nào đó, ai cũng sẽ mất đi một thứ. Chúng ta mất người yêu thương. Chúng ta mất sức khỏe. Chúng ta mất trí nhớ. Chúng ta mất tiền. Chúng ta mất chìa khóa. Chúng ta mất mạng. Cần chấp nhận rằng điều đó không thể khác được. Sớm hay muộn, mọi thứ sẽ mất. Chúng ta chỉ không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Đây là một manh mối. Sherlock Holmes, nhân vật tiểu thuyết của Conan Doyle, nói: chúng ta vươn tới, chúng ta nắm bắt, và rốt cuộc cái gì còn lại trong tay ta? Một cái bóng. Mất mát là một thực tế của cuộc sống. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy sự vô thường. Tất cả những gì chúng ta thu được rồi cũng sẽ mất. Mọi thứ được sinh ra sẽ héo tàn và chết. Các mùa đến và đi, tất cả những người tập hợp với nhau rồi sẽ chia ly và phân tán. Ngay những nền văn minh và đế quốc lớn cũng dở dụng và trở về cát bụi. Tất cả chúng ta sẽ phải chịu những mất mát. Đây là một thực tế của cuộc sống. Chúng ta xử lý những mất mát này như thế nào sẽ tạo nên mọi sự khác biệt. Bởi lẽ thứ quyết định tính cách, kinh nghiệm, nghiệp lực, số phận của chúng ta không phải là những gì xảy đến, mà là cách chúng ta nhìn nhận và xử sự trước những gì xảy đến. Đây là một sự thật tâm linh mấu chốt. Nó giúp chúng ta quản lý được bản thân và cuộc sống của mình. Nó mở ra con đường vượt khỏi tâm lý nạn nhân đến với sự làm chủ bản thân. Mất mát là một khái niệm phức tạp. Sự phục hồi sau mất mát bao hàm những cảm xúc sâu xa và thường mâu thuẫn. Không ai muốn trải qua sự mất mát, nhưng chắc chắn một điều, chúng ta sẽ phải trải qua. Mất mát là con voi trong phòng khách mà tất cả chúng ta đều muốn phớt lờ hoặc phủ nhận. Nhưng chúng ta không thể. Một số người sợ trông thấy cảnh mất mát lớn đến nỗi họ không muốn ở gần với những người đang có tang. Một số không thể đến gần bệnh viện, nghĩa trang hoặc phòng bệnh. Họ nói việc đó khiến họ quá phiền muộn. Trực giác biết rằng họ không thể mãi mãi che chắn bản thân khỏi khổ đau của cuộc đời. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn thích bảo vệ bản thân nhiều nhất có thể. Nếu đừng nhìn, may ra nó sẽ tan đi. Nhưng không may, nó sẽ không tan. Cuộc đời là lo âu, mong manh, dễ dở. Nói một cách thực tiễn, vì đằng nào mất mát cũng không tránh được, nên chúng ta cần những biện pháp tốt hơn, khôn ngoan hơn để đón nhận sự buồn phiền và đau đớn cảm xúc. Cần nhận thức rằng có nhiều cách để sự mất mát giúp chúng ta trở nên sáng suốt, tiến bộ hơn về tâm linh. Cũng cần trở nên nhạy cảm và nhận thức hơn về đau đớn và khổ não của người khác. Tôi có một người bạn gần đây mới mất mẹ. Cô nói với tôi, điều tệ nhất là tôi không dám khóc hoặc biểu lộ sự đau buồn của mình trước mặt mọi người. Tôi hầu như có thể nghe thấy mọi người nói. Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy? Sao cô ta không chấp nhận đi? Cô ta không biết là đang khiến tất cả mọi người phiền lòng sao? Trong thế giới hiện đại này, chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ cần một chiến lược xử lý mất mát và thất vọng cho bản thân hoặc bất kỳ ai khác là đủ. Để phục hồi, trưởng thành, thậm chí hưng thịnh trở lại, chúng ta cần linh hoạt và khéo xoay sở. Nếu cứ nói buông bỏ đi như một người theo Phật giáo, hay mọi thứ chỉ là quyển, là Maya như một người Ấn Độ giáo là không đủ. Những cách ngôn cổ xưa, phi thời gian và sáng suốt ấy tuy có thể hữu ích, nhưng cuộc sống phức tạp hơn thế.
chúng ta vẫn phải học cách buông bỏ, học cách thấy được bản chất hư quyển thoáng qua của những vấn đề và khó khăn. Nhiều người từ các truyền thống Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo thấy khuây khỏa với suy nghĩ rằng đó là ý Thượng Đế. Nhưng cuối cùng, câu nói bao trùm toàn diện ấy không phải luôn xử lý được mức độ sầu não và thống khổ mà loài người chúng ta trải qua khi đương đầu với sự mất mát sâu sắc. Minh triết dân gian có những câu như: quên nó đi, chấp nhận đi, hãy học và trưởng thành từ chuyện đó, hoặc thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và cái gì không giết được chúng ta sẽ làm chúng ta mạnh hơn. Chúng ta nghe mọi người thốt ra những lời rất khuôn sáo, kể cả khi chúng đúng. Những câu như trong cái rủi có cái mai, hoặc cửa chính đóng thì cửa sổ mở. Với một người đang chịu đựng một số mất mát sâu sắc, những lời này nghe có vẻ hời hợt và nông cạn, thậm chí khiến người ta bực bội. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thay đổi thực tế rằng chúng ta cần tìm ra những phương cách sáng suốt hơn để xử lý sự mất mát. Có nhiều kiểu khổ ải và thất vọng nảy sinh từ những rắc rối và khó nhọc của cuộc đời. Làm thế nào chúng ta phản ứng một cách thích hợp với sự mất mát, bệnh tật, cái chết, bi kịch, thất bại, tai họa, bất công, phản bội, sốc, chấn thương, ngược đãi, thống khổ, những lời lẽ gây tổn thương? Liệu chúng ta có được làm điều đó với sự sáng suốt và tâm trạng phù hợp không? Đây là những câu hỏi quan trọng cho những người đi trên con đường tâm linh. Đừng tránh né sự thật đáng sợ nhưng có tính khích lệ này. Buồn phiền và đau khổ dạy cho chúng ta những bài học mà chúng ta cần học nhất. Nếu chỉ chẩn đoán chung chung và đề xuất một chiến lược kiểu hãy tiếp tục sống, điều đó thường ít có tác dụng, dù với một số cá nhân hiếm hoi, một công thức duy nhất đôi khi là đủ. Nhưng với hầu hết chúng ta, có nhiều mức độ mất mát nên cũng có nhiều cách để đón nhận mất mát. Hãy so sánh mức độ cảm xúc giữa việc thua một trận tennis với việc mất một đứa con. Hãy nghĩ về sự khác biệt giữa mất việc làm, mất bạn tình, mất nhà hoặc mất cha mẹ. Hãy nghĩ xem sự mất hồn nhiên, mất sự tin cậy, mất đức tin, mất tín ngưỡng nghĩa là gì. Nhiều loại mất mát có tính nhất thời, những loại khác kéo dài hơn và không phải là điều có thể quên hay giải tỏa ngay lập tức. Một số mất mát như phá sản, thất nghiệp hoặc tịch thu tài sản tuy nghiêm trọng, nhưng rồi chúng có thể được gác lại đằng sau. Những mất mát khác như mất người thân trong gia đình, mất người tình, mất con nhỏ có thể tàn khốc đến nỗi chúng ta không bao giờ thực sự vượt qua được những gì đã trải qua, mà chúng ta cũng không cần làm thế. Nỗi đau thấm thía mà chúng ta còn tiếp tục cảm nhận nhắc chúng ta nhớ về tình yêu của mình và giữ cho chúng ta mở lòng. Chúng ta cảm thấy bất ngờ và khuây khỏa khi khám phá ra rằng tình yêu lớn hơn thời gian và không gian, thậm chí lớn hơn cái chết. Chúng ta khám phá ra rằng có thể lưu giữ tình yêu đã mất trong tim ngay cả khi chúng ta dần dần mở lòng đón nhận tình yêu mới. Từ năm 2001, tôi đã bắt đầu xem xét ý tưởng viết một cuốn sách về sự mất mát từ tầm nhìn Phật giáo. Đối với tất cả những người phải chịu đựng sự mất mát, dù mỗi người trải qua nỗi khổ đau ở mức độ và tính chất khác nhau, nhưng mọi thứ với họ đã thay đổi. Sau nỗi đau quá lớn, thế giới của chúng ta không còn như cũ. Khi chúng ta mất đi một thứ mà mình nâng niu, thế giới của chúng ta đã khác. Thế giới thay đổi trong từng khoảnh khắc. Chỉ trong một nhịp tim, mọi thứ thay đổi. Bạn thay đổi, tôi thay đổi, chúng ta thay đổi. Ngay bầu khí quyển cũng thay đổi. Với mỗi hơi thở, khoảnh khắc cũ mất đi, một khoảnh khắc mới xuất hiện.
Đây là điều các thiền giả Phật giáo đều biết. Chúng ta hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Làm như vậy chúng ta tỉnh thức, an trú trong khoảnh khắc không ngừng biến đổi. Chúng ta học để chào đón và chấp nhận toàn bộ quá trình này. Thở ra, chúng ta buông bỏ khoảnh khắc cũ, nó đã mất. Làm như vậy chúng ta buông bỏ con người cũ. Hít vào, chúng ta đón nhận khoảnh khắc đang đến. Làm như vậy chúng ta chào đón con người mình đang trở thành. Lặp đi lặp lại quá trình ấy gọi là thiền định. Đó là sự làm mới. Đó cũng là cuộc sống. Những giáo pháp về bản chất của mất mát và đổi thay là những điều cơ bản và thiết yếu nhất đối với người truy cầu Phật Pháp. Tuy nhiên, hầu hết các vị thầy Phật giáo truyền thống không gọi nó là mất mát hay đổi thay. Họ gọi nó là vô thường. Các vị thầy và giáo pháp Phật giáo nhắc chúng ta hết lần này đến lần khác về ý nghĩa tâm linh của mất mát và vô thường. Họ nhắc chúng ta nhớ đừng trốn tránh những suy nghĩ và cảm giác về mất mát trong cuộc sống, mà thay vì vậy trở nên nhận biết sâu sắc về sự thật gai góc của cuộc đời. Gần đây, trong một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ từ hồi còn ở Ấn Độ, tôi gặp lại những hướng dẫn sau từ các vị thầy Tây Tạng của mình. Thiền định về vô thường, mất mát, tức là cúng dường chư Phật. Thiền định về vô thường, tức là được chư Phật cứu khỏi khổ ải. Thiền định về vô thường, tức là được chư Phật dẫn dắt. Thiền định về vô thường, tức là được chư Phật gia hộ. Thiền định về vô thường và cái chết đứng đầu các hành trì. Quán chiếu về vô thường là một phần không tách rời của Phật Pháp. Mọi lạc ma Tây Tạng vĩ đại của quá khứ và hiện tại đều nhấn mạnh tu tập này. Họ khuyên môn sinh không chỉ thỉnh thoảng thiền định về vô thường, mà hãy làm như vậy không ngừng. Đây là con đường đã được chứng minh là đúng đắn để dẫn tới sự chuyển hóa và trưởng thành. Đây là con đường tới giác ngộ. Đức Phật nói quán chiếu về cái chết và vô thường là hình thức quán chiếu quan trọng nhất đối với Ngài. Cái chết là thầy ta, Đức Phật nói. Hãy suy ngẫm về lời dạy thiền định về vô thường và nghĩ xem nó có nghĩa là gì. Chúng ta thiền định về vô thường để trao dồi sự nhận thức trọn vẹn và sự thấu hiểu sâu sắc rằng bản chất của cuộc sống và mọi sự là nhất thời. Không có gì mãi như cũ. Mọi hơi thở, mọi khoảnh khắc, mọi đồ vật, mọi loài vật, mọi côn trùng, mọi con chim, mọi con cá, mọi con người đều chỉ ở đây trong một khoảng thời gian hữu hạn. Khi chúng ta đang trải qua thời kỳ tồi tệ, đôi lúc việc nhớ về bản chất nhất thời, thoáng qua của mọi sự có thể rất có tác dụng xoa dịu. Nói ngắn gọn, chúng ta đều trên một con thuyền và nó đang trôi nhanh xuôi dòng giống như một giấc mơ. Ngay cả những thời điểm tốt đẹp cũng nhất thời, và ai lại muốn được nhắc nhớ điều đó? Chúng ta muốn bám lấy cái vui, cái tốt và loại bỏ điều đối lập, nhưng không thể dùng cách đó mà xong được. Chúng ta không muốn tin rằng những thứ tốt đẹp và vui thích cũng sẽ biến mất. Nhưng dĩ nhiên, chúng sẽ biến mất. Mọi thứ qua đi, chẳng gì còn lại. Hiểu điều này, bạn hãy nới lỏng sự nắm giữ và tìm được an bình. Khổ, đổi thay, mất mát. Một trong những bài học khó khăn nhất của cuộc sống là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bảo vệ bản thân hoặc người mình thương yêu khỏi những sự việc gây phiền muộn. Chúng ta nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ, và rồi bất ngờ chúng ta bị đánh bại hoàn toàn. Đôi khi điều này xảy ra do những sai lầm trong đánh giá,
Vì vậy chúng ta dễ thấy cá nhân mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng thường thì chúng ta không hiểu tại sao mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tệ hơn. Chúng ta không hiểu tại sao cứ bị cuộc đời làm cho tổn thương hoặc tấn công bất ngờ. Chúng ta trở thành những ví dụ sống cho hội chứng, chuyện xấu cứ xảy ra cho người tốt. Đức Phật dạy rằng, không khác gì hít thở, khổ ải và mất mát cũng là một phần của việc sống. Ngài nói có ba kiểu khổ, tất cả đều có liên quan đến mất mát. Khổ do sự thay đổi. Giây phút này, chúng ta cảm thấy thật tuyệt diệu. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Thế rồi điều gì đó cho chúng ta một cú trời giáng. Cuộc đời chúng ta thay đổi. Công việc, tình yêu, tiền bạc, những hoàn cảnh vui vẻ biến mất. Nếu chúng ta may mắn, những mất mát sẽ chủ yếu về vật chất. Nhưng thông thường, khổ về sự thay đổi gây đau đớn hơn nhiều. Chúng ta mất người thân vì họ chết. Những mối quan hệ có ý nghĩa tan vỡ. Sức khỏe tốt không còn. Sự an tâm tài chính và những nghề nghiệp thỏa mãn mất đi. Con cái trở nên xa cách. Nhiều người phải dùng thuốc hoặc đến bác sĩ trị liệu vì họ đang bị trầm cảm phản ứng do một mất mát hoặc thay đổi trong hoàn cảnh gây ra. Đây là khổ do sự thay đổi. Khổ do những sự khổ thế tục. Họa vô đơn chí. Gần đây, Heidi bị ngã gãy chân. Cô không có vẻ ngạc nhiên khi bị mất khả năng đi lại trong vài tháng. Vốn chẳng có chuyện nào ổn thỏa, cô đáp. Sao phải có gì khác đi chứ? Trong 4 năm qua, Heidi đã hết lần này tới lần khác gặp mất mát và khổ ải. 4 năm trước, người chồng mà cô yêu thương đã ly dị cô để lấy một người khác. 1 năm sau, Heidi được chẩn đoán mắc hội chứng mệt mỏi kinh niên. 6 tháng sau, cha cô bị cơn đau tim và qua đời. Không lâu sau cái chết của cha, mẹ cô bị một dạng ung thư hiếm gặp và mất trong vòng vài tháng. Heidi quá buồn phiền vì tất cả những điều này đến nỗi cô bắt đầu rụng tóc từng đám. Chúng ta đều nhớ câu chuyện trong Kinh Thánh về Job, người không chỉ mất bò, lạc đà, con trai và con gái mà còn bị nhiễm trùng. Hết cái khổ này tới cái khổ khác, hết thay đổi này đến thay đổi khác, chẳng cái nào tốt đẹp. Cuộc sống thường là sự khổ ải triền miên. Có lẽ thách thức lớn nhất mà tất cả chúng ta đối mặt là làm sao có khả năng xử lý các vấn đề một cách thiết thực và nhận ra bản chất của cuộc sống mà không rơi vào tuyệt vọng hay trầm cảm. Việc nhận ra bản chất phổ quát của khổ và thấy rằng không ai trong chúng ta là ngoại lệ đã cho tôi sự bình yên và khuây khỏa trong những thời điểm tuyệt vọng và đau đớn. Tôi luôn ấn tượng với người nào đã làm những cục than hồng của khổ ải bùng cháy thành ánh sáng trên con đường tu tập. Những khổ ải và mất mát luôn bao quanh chúng ta. Khổ này được gọi là hành khổ, khổ vì duyên sinh, khổ vì vô minh không nhận thức được bản chất thật. Hãy nhìn xung quanh chúng ta. Dù có cố gắng đến mấy để cách ly bản thân khỏi khổ, chúng ta cũng bị bao vây bởi nó. Người ta bị tổn thương, người ta sợ hãi. Quá nhiều người đang bệnh tật, nhiều người hơn nữa đang sống trong nghèo đói. Hãy nhìn vào những người đàn ông và phụ nữ vui vẻ, cười sảng khoái khi ăn uống. Nhưng ngay cả những khoảnh khắc hưởng thụ của họ cũng được kết nối với sự mất mát. Người ta đang ăn những con tôm, con cá bị đưa khỏi biển, bị luộc sống ở một căn phòng đằng sau. Họ đang nhai thịt những con gà và con heo được nuôi để giết mổ, những con vật chưa từng sống một cuộc sống bình thường trong môi trường sống tự nhiên. Họ đang mặc đồ lụa mà vì nó, hàng triệu con tằm đã bị luộc cho tới chết trong hơi nước. Ngay những bữa ăn chay đơn giản cũng tạo ra khổ.
Số lượng khổng lồ côn trùng và sâu bọ không tránh khỏi bị giết trong quá trình gieo hạt, cày xới, phun thuốc trừ sâu và gặt hái. Đức Phật dạy rằng dù ở đâu hay đang làm gì, chúng ta cũng bị bao quanh bởi mất mát và khổ ải, không thể nào thoát khỏi nó. Đó là tin xấu. Tin tốt là đó là một thực tại phổ quát, không phải lỗi của bạn hay sự trừng phạt của bạn. Nó cũng không tồn tại mãi mãi. Hãy nhớ chân ngôn sống còn có sức mạnh giải thoát của Phật giáo, điều này cũng sẽ qua đi. Suy nghĩ này còn tiếp tục giải phóng tôi. Không ngừng ủ rũ hay là thực tiễn một cách thích hợp. Toàn bộ câu chuyện về khổ ải và mất mát phải chăng khiến người ta nản lòng? Bạn có muốn tôi thay đổi chủ đề? Đó là điều hầu hết chúng ta đáng quen làm đến nỗi thành quán tính. Thay vì đối mặt với thực tế mất mát, chúng ta nghe nhạc, kiếm cái gì ăn uống, cầm điện thoại lên và cố gắng cách ly bản thân khỏi khổ đau. Thay vì cảm nhận những điều đang trải qua, chúng ta cố đánh mất bản thân trong những hoạt động theo thói quen. Có khi chúng ta uống rượu, hút thuốc hay dùng ma túy. Có khi các cơ chế phủ nhận tinh vi đến nỗi chúng ta dễ dàng phong tỏa thực tế về những điều đang trải qua. Dĩ nhiên, khổ đau nào cũng là điều tồi tệ. Nhưng nếu trốn chạy sự thật, tất cả những gì chúng ta đang làm chỉ là làm những vết lún sâu hơn. Chúng ta đang đi ngược lại sự tìm kiếm sự thật. Chúng ta đang trốn chạy khỏi nó. Điều ai cũng biết là có người rất giỏi việc tránh né cảm xúc thật, nhưng cũng có những người có vẻ tìm được sự an ủi thái quá khi trải nghiệm mọi khổ đau. Giáo pháp của Đức Phật nhấn mạnh trạng thái cân bằng. Luôn có một nguy cơ bị kẹt và sau đó là thích thú đắm mình trong sự khó chịu. Bởi vậy chúng ta phải để ý không trở thành nạn nhân của sự khổ ải lâu dài. Phật giáo dạy chúng ta nhìn vào mất mát một cách thực tiễn, dạy chúng ta đón nhận cảm giác, đón nhận trải nghiệm. Phật pháp hướng dẫn chúng ta trau dồi cái thấy rõ ràng, hoàn toàn sống trong kinh nghiệm hiện thời. Phật giáo cũng dạy chúng ta sự sáng suốt của việc không kìm nén khổ đau và cho phép bản thân được ôm ấp bởi cuộc đời. Đức Phật cũng dạy điều mà Ngài gọi là sự tránh né sáng suốt. Một câu chuyện thường được kể về Đức Phật ở những năm đầu tiên của Ngài trên con đường tâm linh. Những khất sĩ thời ấy toàn tâm theo đuổi thiền định và những thực hành khổ hạnh cùng cực. Đức Phật cũng làm tương tự, và Ngài nhịn ăn nhiều tuần mỗi lần. Cuối cùng, Ngài trở nên quá yếu, gần như sắp chết. Thân thể Ngài gầy mòn, yếu ớt đến nỗi khi ra sông tắm rửa, Ngài đã suýt chết đuối. Một phụ nữ trẻ tốt bụng đã dâng cho Ngài một bát sữa và món dinh dưỡng ấy đã cứu sống Ngài. Một số bạn đồng tu không tán thành việc Ngài từ bỏ khổ hạnh và nhịn ăn nên họ rời bỏ Ngài. Tuy nhiên, Đức Phật là một người rất thực tiễn. Khi đã lấy lại sức, Ngài suy nghĩ về những điều cực đoan của khổ hạnh và quyết định rằng nó không hiệu quả, không cần thiết cũng không lành mạnh. Trong tâm tưởng, tôi có thể thấy hình ảnh Đức Phật yếu ớt, da bọc xương, lắc đầu và nói: "Điều này thật điên khùng, phải có một cách tốt hơn." Đức Phật nhận ra rằng sự nhiệt tình thái quá theo bất kỳ hướng nào, dù là tận hưởng khoái lạc hay khổ hạnh cùng cực, cũng đều phản tác dụng với một con đường tâm linh lành mạnh và toàn diện. Trong suốt cuộc đời giáo hóa của Ngài, Ngài đã dạy đệ tử trân trọng sự cân bằng, tiết chế, điều độ. Ngài gọi nó là trung đạo, một con đường của sự điều độ hòa hợp và không gây hại, của đức hạnh và sự khảo sát tâm linh, một ứng dụng thực tiễn của phương tiện thiện xảo. Suy ngẫm về vô thường. Bất cứ điều gì giúp bạn chuẩn bị cho cái chết cũng củng cố cuộc sống. Stephen Levin. Hãy ngồi đâu đó yên lặng và một mình,
tìm một nơi khiến bạn có được cảm nhận về sự thăng giáng tự nhiên của toàn bộ sự sống. Ở Tây Tạng, kiểu thiền định này thường được thực hiện ngoài trời, tại một nghĩa trang hoặc dưới những đám mây bay ngang bầu trời. Nhưng các hình thức cụ thể như vậy không tuyệt đối cần thiết. Bạn có thể nhìn những con sóng xô vào bờ biển và trôi xa. Bạn có thể ngồi gần một thác nước hoặc trong công viên. Vào mùa thu, bạn có thể ngắm lá bay la đà xuống mặt đất. Những địa điểm đôi khi cũng được gợi ý để tăng nhận thức về vô thường là bãi rác của thành phố, bãi xe phế liệu hoặc lối vào bệnh viện. Dù ở địa điểm nào, hãy trở nên thoải mái, giải phóng sự căng thẳng trên toàn bộ cơ thể. Hít vào qua lỗ mũi, thở ra qua lỗ mũi. Làm như thế nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy thư giãn và lắng dịu. Nghỉ ngơi trong khoảnh khắc, ở yên với sự nhận biết hơi thở, nhận biết, chú tâm, tỉnh thức. Biết những gì mình đang cảm nhận ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Hít vào qua lỗ mũi, thở ra, lặp đi lặp lại chu kỳ này. Hãy để hơi thở đến và đi, lên và xuống như sóng của biển, như mây trên trời. Lặp đi lặp lại, giống như những con sóng có nhịp điệu nhẹ nhàng. Để ý những gì nảy ra trong đầu, đơn giản hiện hữu với những gì bạn đang trải nghiệm, không phán xét, can thiệp hay thay đổi. Đừng đè nén cảm giác hoặc ý nghĩ, nhưng cũng đừng để tâm trí bị cuốn vào dòng suy nghĩ lan man. Đừng cố gắng làm rõ điều gì. Chỉ nhận biết mọi sự xuất hiện trong trường tâm thức. Ở yên với sự nhận biết hơi thở, quan sát hơi thở vào ra qua lỗ mũi, chú tâm. Khi bạn đã yên bình, lắng dịu, tập trung, hãy suy ngẫm về bản chất đổi thay của những mùa nơi bạn đã sống và đã ghé thăm. Hãy nhớ xem các mùa đã luân chuyển như thế nào, mùa này nhường chỗ cho mùa sau. Hãy nghĩ về những trận bão nặng nề, những ngày đông lạnh giá, những đường phố đóng băng. Hãy nghĩ tới tuyết tan khi mùa xuân đến, những bông hoa bừng nở, rồi nhiệt độ tăng lên, mùa xuân trở thành mùa hè. Hãy nghĩ về những ngày hè nóng bức kéo dài. Hãy nghĩ về sự xuất hiện của mùa thu, lá đổi màu, ngày ngắn lại, không khí lạnh trở về. Hãy suy ngẫm về sự đổi thay của trái đất, sự hình thành địa lý, những niên kỷ và những thời kỳ thay đổi. Hãy ngẫm nghĩ về sự biến mất của loài khủng long từng có thời dạo bước trên trái đất. Về sự xuất hiện của con người, sự phát triển và lụi tàn của các ngôn ngữ, của các nền văn minh, các tôn giáo, các quốc gia. Hãy ngẫm về những thánh nhân vĩ đại trong lịch sử. Họ đã sống và đã chết, những gì họ để lại. Hãy suy ngẫm về những nền văn minh lớn của thế giới, sự hưng thịnh và sụp đổ của chúng qua nhiều thế kỷ. Hãy ngẫm nghĩ xem điều gì đã xảy ra trong chính cuộc đời bạn. Hãy ngẫm nghĩ về tính chất thoáng qua, giống như giấc mộng của mọi sự kiện. Hãy suy ngẫm về những người nổi tiếng quyền lực, giàu có và có sắc đẹp mà bạn đã thấy. Hãy ngẫm nghĩ xem tên tuổi và hình ảnh của họ sụt giảm, phai mờ và lụi tàn như thế nào. Hãy ngẫm nghĩ về tính chất phù du của tất cả những điều này. Tiếp tục, hít vào, thở ra qua lỗ mũi, nghỉ ngơi trong khoảnh khắc hiện tại, mãi mãi là hiện tại, không để lạc sự chú tâm. Hãy để những suy ngẫm thấm đẫm sự nhận biết, chấp nhận mọi thứ như chính nó, không phán xét, không có nhu cầu giải thích hay diễn đạt, chỉ ở yên với yếu tố nhận biết của sự suy ngẫm trầm mặc này. Hãy để mọi thứ tự lắng dịu, tan rã,
trở lại nơi nó đã khởi lên. Chỉ ngồi yên, hít thở, thư giãn và mỉm cười, an trú trong khoảnh khắc, không có gì khác để làm, để tìm hiểu hay đạt được. Hãy để mọi thứ như nó là, trìu mến nó và rời bỏ nó với một tiếp xúc nhẹ nhàng, nhân hậu. Hãy để mọi thứ tự chúng rơi đi. Mọi thứ vốn đã hoàn toàn ổn thỏa. Hãy nghỉ ngơi trái tim và tâm trí mệt mỏi, làm đầy năng lượng của bạn ở suối nguồn vũ trụ của sự hít thở tự nhiên và tâm trí tự nhiên. Theo học càng ngày càng thêm, theo đạo càng ngày càng bớt, bớt rồi lại bớt, đến mức vô vi, không làm mà không gì không làm. Lão Tử, Đạo Đức Kinh.